Hình ảnh công an khám nhà vụ buôn lậu 3 tấn vàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam. Ngày 24 tháng 6, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu. Công an cũng đang làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý do ông Lê Xuân Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Trước đó, có rất đông cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và đồng loạt khám xét nhiều địa điểm. Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng, từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam. Công ty Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 điều 143 luật quản lý thuế về các hành vi trốn thuế. Bước đầu xác định việc làm này đã gây thiệt hại cho nhà nước 6.145 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội buôn lậu. Các bị can gồm Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân, Quảng Trị, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân, điều hành cửa hàng vàng Kim Linh, Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bông. Đơn vị cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội trốn thuế. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.